Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 12, quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình thời sự trên các nền tảng số như trên app Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các thành viên xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Thành phố Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công các dự án trong năm 2021. Nhiều gian hàng tham gia hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ cam và sản phẩm nông nghiệp công nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2021. Huyện Yên Mỹ cách ly F1 tại nhà bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Huyện Quế Châu đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau hơn 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cuộc họp đã xem xét và cho ý kiến về các dự thảo, tờ trình gồm phê duyệt phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 27 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 56 ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Quyết định quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định ban hành, quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ quan trên địa bàn tỉnh. Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt đề án xúc tiến thương mại xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2021-2025. Sau khi nghe các thành viên thảo luận, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã cơ bản thống nhất với các nội dung tờ trình, đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo sát thực tế, phù hợp với điều kiện của tỉnh, bảo đảm tính khả thi để tổ chức ban hành thực hiện. Theo đó, đối với tờ trình phê duyệt phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xác định rõ thế nào là trang trại gia trại để triển khai cho hợp lý. Đồng thời, có biện pháp tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm trang trại gia trại, mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ nông dân tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tạo điều kiện giúp các tổ chức cá nhân có hoạt động khai thác kinh doanh, vận chuyển, truyền tải, sử dụng xăng dầu và các sản phẩm liên quan đến xăng dầu, thực hiện lập kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu. Trong quá trình xây dựng dự thảo quyết định, Sở Công Thương phải luôn đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản, phù hợp với tinh thần thực tiễn trên địa bàn tỉnh, luôn tuân thủ đúng thẩm quyền, đảm bảo công khai, dân chủ. Thưa quý vị và các bạn, vị trí, địa lý, hạ tầng cơ sở thuận lợi chỉ là yếu tố cần để thu hút các nhà đầu tư. Bởi cải cách thủ tục hành chính, tạo đồng thuận của người dân cho công tác giải phóng mặt bằng mới là cơ sở quan trọng để các dự án lớn tìm đến Hưng Yên. Năm 2008, khi dự án khu công nghiệp Minh Đức đầu tư vào địa bàn, nhà ông Chuẩn và bà Thảnh đã phải vận động gia đình di dời gần 20 ngôi mộ, giải tỏa hơn 1 hectare trang trại đang cho thu lãi 120 triệu đồng một năm để phục vụ dự án. Mọi người hiểu và đồng tình để ủng hộ. Với lý do là có khu công nghiệp Minh Đức vào thì đời sống nhân dân mới được phát triển, thì sẽ tạo điều kiện công ăn, việc làm cho thanh thiếu niên 100% coi như là chấp hành, là thôi để cho khu công nghiệp dự án về để cho dân trí mình phát triển lên. Bây giờ mình làm một tháng ở công ty này thì bằng mình cấy gần một năm. Khi mới tái lập tỉnh Hưng Yên năm 1997, công ty ống thép Hòa Phát là một trong 5 doanh nghiệp đầu tiên đầu tư tại thị trấn Như Quỳnh. Đến nay, Hòa Phát là tập đoàn đa ngành với 12 công ty đầu tư vào tỉnh Hưng Yên, mỗi năm nộp ngân sách cho tỉnh gần 1.000 tỷ đồng. Nên tôi
cũng lựa chọn rất là kỹ các cái vị trí cũng như các chính sách ưu đãi. Và tôi thấy là với cái quỹ đất ở tại mặt đường 5 ở tại Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên là một vị trí rất là thuận lợi cho việc mà nhập nguyên liệu cũng như phần mà bán thành phẩm đi khắp các khu vực các tỉnh phía Bắc. Năm 2017, tập đoàn Viglacera được chính phủ chấp thuận cho đầu tư xây hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích 280 ha chia làm 3 giai đoạn. Nhà đầu tư đang hoàn thiện giai đoạn 2 với diện tích thu hồi được khoảng 80% tổng diện tích. Đã có 36 doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Vị trí địa lý, môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên là so với các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam và Vĩnh Phúc là cũng tốt tay nghề người lao động, cũng như là lực lượng lao động tại Hưng Yên đáp ứng rất là dồi dào. Dựa trên những yếu tố đấy, chúng tôi đã lựa chọn Hưng Yên để đầu tư kinh doanh hạ tầng khu nghiệp, để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư. Năm 2021, Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thêm 4 khu công nghiệp vào danh mục khu công nghiệp Việt Nam. Mới đây, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ký kết bản ghi nhớ mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 với tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Tập đoàn LH của Hàn Quốc quyết định đầu tư vào khu công nghiệp Lý Thường Kiệt phát triển thành phố thông minh. Năm 2021, tuy ảnh hưởng của dịch COVID-19, song đã có 52 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp của Hưng Yên với tổng số vốn 600 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi thực hiện các cái bước, các biện pháp cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính, trong đó là áp dụng cấp độ 3, cấp độ 4. Ví dụ như chúng tôi là khuyến khích là nộp hồ sơ qua mạng hoặc là nộp hồ sơ qua bưu chính viễn thông để giảm thời gian tiếp xúc cũng như là giảm thời gian đi lại của doanh nghiệp. Thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng cao, Hưng Yên đang thực hiện mục tiêu là tăng thu ngân sách và sớm trở thành tỉnh công nghiệp như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Để kịp thời phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, hiện thành phố Hưng Yên đang đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Dự án cải tạo, nâng cấp đường đoạn trước cửa Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng có chiều dài 650 m, được thành phố đầu tư kinh phí 6,4 tỷ đồng, trải thảm bê tông nhựa có mặt rộng 10,5 m, lát gạch vỉa hè, hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, do giải phóng mặt bằng nhanh cộng với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, nên đến thời điểm hiện tại, dự án đã được hoàn thành 80% khối lượng công trình. Được sự đồng thuận của nhất trí của người dân thì chúng tôi đã có được mặt bằng đầy đủ. Chúng tôi đã huy động nhân lực, máy móc, vật tư, thi công cả ngày lẫn đêm để trước Tết Nguyên đán là có đường sạch sẽ. Sau bao năm đi lại vất vả do đường nhỏ hẹp xuống cấp, thì nay nhân dân xã Bảo Khê đã được đi lại trên tuyến đường trục xã rộng 10 mét từ nguồn ngân sách tỉnh và thành phố. Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, do đẩy nhanh tiến độ nên dự án đã cơ bản hoàn thành. Hiện chỉ còn hạng mục lát vỉa hè và điện chiếu sáng. Ban quản lý dự án thành phố đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ngay từ những tháng đầu của quý 4 thì ban quản lý dự án đã xác định cái việc mà cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ thi công, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành các cái công trình như ở Bảo Khê, Hùng Cường, Phú Cường, rồi Quảng Châu để bà con đi lại trong cái dịp Tết Nguyên đán đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh môi trường. Tuyến đường này thì cực nhanh rồi. Họ đẩy rất là nhanh công việc. Bây giờ thì nó rộng thì nói chung là đi lại thuận tiện, bà con phấn khởi, nhất là những người di đường càng phấn khởi. Năm 2021, thành phố Hưng Yên triển khai 42 dự án công trình, trong đó có 17 dự án do thành phố làm chủ đầu tư và 25 dự án do phường xã làm chủ đầu tư. Hiện tại đã hoàn thành 14 dự án công trình. Các dự án còn lại, thành phố đang đẩy mạnh đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ cam và sản phẩm nông nghiệp công nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2021 được Ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức vào ngày mai 28 tháng 12. Hội nghị giao thương giữa các nhà vườn, các doanh nghiệp tỉnh với các đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông sản trong và ngoài nước sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 12. Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến đến 21 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sản phẩm cây có múi của Hưng Yên sẽ được kết nối tiêu thụ trực tiếp và trực tuyến đến 21 điểm cầu. Đây là dịp để quảng bá và tiêu thụ nông sản Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho các hợp tác xã, các nhà vườn và các doanh nghiệp chế biến. Theo ban tổ chức, có 33 hợp tác xã, nhà vườn và các doanh nghiệp tại Hưng Yên và một số tỉnh đăng ký trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ cam và sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 158 ca dương tính với SARS-CoV-2, hầu hết ghi nhận trong các khu phong tỏa, cách ly tập trung và một số ca cách ly tại nhà. Trong khu phong tỏa ở thị trấn Như Quỳnh, ổ dịch này gần đây giảm số ca mắc mới. Huyện Văn Giang ghi nhận 14 ca, chủ yếu ở xã Tân Tiến, Phụng Công. Thị xã Mỹ Hào 15 ca, trong đó có chùm 8 ca ở phường Bạch Sam liên quan đến công ty Phương Đông. Huyện Ân Thi 23 ca, trong đó 2 ca từ vùng dịch về. Thành phố Hưng Yên ghi nhận 13 ca, trong đó 7 ca liên quan đến quán karaoke Ruby One. Huyện Khoái Châu 6 ca, tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Đa khoa Hưng Hà cùng phát hiện 1 ca qua xét nghiệm sàng lọc và 1 ca là F1 chăm sóc F0 trong khu cách ly của Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Trong 2 ngày vừa qua, huyện Tiên Lữ đã ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới, chủ yếu là công nhân, người lao động tại các công ty trên địa bàn. Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính, huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo các doanh nghiệp có công nhân bị dương tính nhanh chóng truy vết, xác minh lịch trình di chuyển. Hiện đã hướng dẫn 88 trường hợp F1 cách ly tại nhà và giao y tế địa phương theo dõi, kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Nhìn chung, tình hình dịch trên địa bàn huyện vẫn đang được kiểm soát tốt. Nhờ đó, các doanh nghiệp có công nhân bị dương tính vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, sản xuất phục vụ thị trường cuối năm, đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Các cái trường hợp F1 có tiếp xúc với các cái ca dương tính thì chúng tôi sẽ thông báo về các địa phương, chuyển danh sách cũng như test nhanh để các địa phương thực hiện cái việc cách ly tại nhà. Do số lượng công nhân lớn nên chúng tôi chỉ đạo là các cái doanh nghiệp này test lần lượt, ví dụ như khu tầng 2 thì lại test đến tầng 3 và đảm bảo là cái thời hạn của cái giấy xác nhận của cái test nhanh ấy vẫn còn hiệu lực để không ảnh hưởng đến cái sản lượng cũng như năng suất của các công ty trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, huyện Yên Mỹ đã thực hiện cách ly F1 tại nhà và bước đầu đem lại những thuận lợi cho việc theo dõi sức khỏe và chăm sóc những đối tượng này, nhưng cũng đặt ra bài toán cho công tác kiểm soát cho chính quyền địa phương. Theo dõi, giám sát các trường hợp F1 đang cách ly tại nhà là công việc thường ngày của ông Nguyễn Ngọc An và các thành viên tổ phòng chống dịch thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa trong những ngày này. Đây là căn cứ để địa phương xác định các F1 thực hiện nghiêm các quy định hay không, từ đó kịp thời có phương án xử lý. Chúng tôi đã phân công, phân nhiệm các đồng chí trong ban lãnh đạo, ban quân dân chính, rồi tổ tự quản địa của địa phương thường xuyên hàng ngày là có kiểm tra đôn đốc ít nhất là từ 4 đến 5 lần và đã tuyên truyền vận động hàng xóm và nhân dân tham gia giám sát rất là tốt. Huyện Yên Mỹ hiện còn hơn 1.300 F1 đang thực hiện cách ly tại nhà. Các trường hợp này đều được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch, bảo đảm tách riêng khỏi các thành viên trong gia đình, tự đo thân nhiệt và phải được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng lây nhiễm trong khu dân cư, việc cách ly F1 tại nhà phải đáp ứng một số yêu cầu theo quy định của ngành y tế. Thực hiện nghiêm các cái quy định của Bộ cũng như của Sở Y tế hướng dẫn về chuyên môn. Những trường hợp mà F1 có nguy cơ thấp và có đủ điều kiện
thực hiện cách ly ở tại nhà, đảm bảo các cái phòng riêng, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng, các cái đồ dùng sinh hoạt riêng. Chúng tôi yêu cầu thực hiện nghiêm trong việc ký cam kết thời gian thực hiện cách ly ở tại nhà. Cách ly F1 tại nhà, áp lực cho các khu cách ly tập trung được giảm bớt, nhưng gánh nặng của chính quyền cơ sở lại gia tăng trong công tác giám sát kiểm soát. Trạm y tế xét nghiệm đối với các trường hợp 3 lần. Ban chỉ đạo chúng tôi thì thường xuyên phải kiểm tra, có giám sát. Có những trường hợp thì chống đối thì chúng tôi phải tuyên truyền, giải thích. Thậm chí chúng tôi sẽ buộc cách ly tại cơ sở tập trung của xã. Huyện Yên Mỹ đang là vùng cam, tức là vùng có mức độ dịch có nguy cơ cao, số lượng ca bệnh và các trường hợp liên quan lớn, nên việc cách ly F1 tại nhà là giải pháp hữu hiệu để giảm áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung và nhân viên y tế. Đối với các trường hợp F1 không đủ điều kiện cách ly tại nhà, một số xã như Trung Hòa, Tân Lập, Đồng Than đã bố trí các địa điểm cách ly tại địa phương. Từ khi thành lập năm 2019 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh đã thu trên 15 tỷ đồng phí và lệ phí. Trong đó đã thu phí gần 11 tỷ đồng, lệ phí trên 4 tỷ đồng. Trung tâm đã chuyển trả lại các sở ngành có phát sinh phí, lệ phí. Không chỉ bảo đảm được nguồn thu về ngân sách nhà nước, Trung tâm là nơi tập trung tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở ngành, các cá nhân, tổ chức chỉ đến một nơi để làm và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức. Các thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch trên cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin điện tử của tỉnh. Môi trường làm việc thuận tiện, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc của công chức, phục vụ tốt nhất cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm. Vào khoảng 14 giờ chiều nay trên đường 38B, đoạn qua thôn Phù Oanh, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe mô tô, làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn Đê có địa chỉ thường trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng, lưu thông theo hướng Hải Dương đi thành phố Hưng Yên. Khi đang di chuyển đã bất ngờ va chạm với xe mô tô cùng chiều do chị Trần Thị Tê ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Tê tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Quý vị và các bạn, năm 1999, Khoái Châu được tách ra từ huyện Châu Giang thành huyện Khoái Châu và Văn Giang. Thời điểm đó, tỉnh Hưng Yên cũng mới tái lập được gần 3 năm. Như nhiều địa phương khác trong tỉnh, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân trong huyện cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, những năm qua, huyện Khoái Châu đã vượt qua nhiều khó khăn và gặt hái được nhiều thành tựu trên các mặt đời sống xã hội. Năm 1999, cơ sở hạ tầng của huyện Khoái Châu còn thiếu và yếu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Diện tích trong đồng trồng lúa, còn ngoài bãi trồng ngô, đỗ, lạc cho hiệu quả kinh tế thấp. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 5 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo cao. Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, những năm qua, huyện Khoái Châu tích cực chuyển đổi 4.000 hectare đất canh tác sang trồng cây ăn quả, cây cảnh, cây dược liệu và là địa phương tiên phong của tỉnh về sản xuất nông nghiệp. Với nhiều vùng chuyên canh, nhãn, chuối, nghệ, chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, đến nay đạt bình quân 235 triệu đồng một hectare một năm, tăng 7 lần so với năm 1999. Năm 1999, huyện Khoái Châu chưa có dự án công nghiệp nào đầu tư vào địa bàn. Đến nay đã thu hút được trên 100 dự án đầu tư, có 67 dự án đi vào hoạt động hiệu quả, hình thành các cụm công nghiệp Tân Dân, Đông Khoái Châu. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 11%, thu ngân sách đạt gần 350 tỷ đồng, tăng gần 120 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%, thấp hơn mức bình quân của tỉnh Hưng Yên. Kinh tế phát triển tạo nguồn lực để huyện Khoái Châu đầu tư phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng tôn tạo và bảo tồn nhiều di tích lịch sử văn hóa, tạo tiền đề để huyện phấn đấu trở thành địa phương phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và đô thị trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Liên quan tới mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Nga và phương Tây, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, cho hay sẽ tham gia cuộc họp Hội đồng Nga và NATO trong tháng tới và đã thông báo ý định tham gia hội nghị với phía Nga. Quan chức NATO xác nhận đã liên lạc với phía Nga về cuộc gặp ngày 12 tháng 1 năm 2022. Trong những tháng gần đây, ông Stoltenberg vài lần đề cập đến khả năng nối lại đối thoại với chính quyền Moscow thông qua Hội đồng NATO-Nga. Đây là cơ chế thành lập năm 2002, nhưng hiện không hoạt động vì xung đột tại Ukraine. Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, quan hệ giữa Nga và NATO đã lâm vào tình trạng căng thẳng. NATO liên tục chỉ trích Điện Kremlin về vấn đề Ukraine, đồng thời cáo buộc chính quyền Moscow cung cấp sự ủng hộ quân sự trực tiếp cho lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông. Nga đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc nói trên. Sau khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, bất chấp những hứa hẹn của tổ chức này, các quy định hà khắc với phụ nữ đang trở lại và đúng như sự lo lắng của giới quan sát quốc tế. Giới chức Taliban hôm 26 tháng 12 nói rằng phụ nữ di chuyển với khoảng cách trên mức gần, không được lên các phương tiện giao thông, trừ khi có một người họ hàng gần là nam giới đi cùng. Quy định cũng kêu gọi tất cả các chủ phương tiện chỉ cung cấp dịch vụ cho những phụ nữ đeo khăn trùm hijab Hồi giáo. Trước đó, Taliban đã yêu cầu các kênh truyền hình của Afghanistan ngừng chiếu những bộ phim và vở kịch có diễn viên nữ. Họ cũng kêu gọi các nữ nhà báo, truyền hình đeo khăn trùm hijab khi lên sóng. Kể từ khi nắm quyền vào tháng 8 vừa qua, Taliban đã áp đặt nhiều hạn chế khác nhau với phụ nữ và trẻ em gái, mặc dù đã cam kết quy tắc nhẹ hơn so với thời kỳ cầm quyền đầu tiên của họ vào những năm 1990. Thành phố New York của Mỹ, một trong những điểm nóng của COVID-19, ghi nhận số trẻ em nhập viện tăng gấp 4 lần, giữa lúc số ca COVID-19 tăng vọt vì biến chủng Omicron lây lan nhanh. New York cuối tuần qua đã phát đi cảnh báo khẩn với các bác sĩ, yêu cầu họ phải đảm bảo bệnh nhi được tiêm chủng sau khi thành phố New York ghi nhận số trẻ em nhập viện tăng gấp 4 lần trong vòng chưa đầy 3 tuần. Đây là điều bất thường trong bối cảnh Omicron đang lây lan nhanh chóng, trong số hơn 20.000 ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày. Các nghiên cứu từ trước tới nay chỉ ra rằng trẻ em có xu hướng ít gặp triệu chứng nặng vì COVID-19 nếu so với người trưởng thành. New York không nêu rõ tình trạng triệu chứng của các trẻ em nhập viện, nhưng số lượng bệnh nhân vào phòng chăm sóc tích cực cũng đã tăng trong 3 tuần qua. Người được mệnh danh là người mạnh nhất nước Bỉ, nhà vô địch kickboxing Frederick Sinatra, 41 tuổi, vừa qua đã qua đời vì COVID-19 sau khi bài trừ vaccine và không muốn điều trị ở bệnh viện. Frederick Sinatra là người 3 lần vô địch kickboxing thế giới, nhập viện hồi cuối tháng 11 sau khi huấn luyện viên buộc anh phải tìm tới sự trợ giúp y tế. Tuy nhiên, Sinatra sau đó kiên quyết yêu cầu xuất viện và nói với những người theo dõi rằng anh sẽ tự điều trị triệu chứng nCoV tại nhà. Trong thời gian ở nhà, Sinatra thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội và tương tác với những người theo dõi. Và tới ngày 15 tháng 12, gia đình thông báo anh qua đời vì các biến chứng nặng sau nhiễm COVID-19. Giống như nhiều người hoài nghi COVID-19 và vaccine, nhà vô địch kickboxing tin rằng tuổi trẻ và sức khỏe giúp anh ta chống lại virus. Trong các bài đăng cũ trên mạng xã hội, người này ví nCoV chỉ như cúm vặt và phản đối bắt buộc đeo khẩu trang, tiêm phòng vaccine COVID-19. Anh ta cũng phản đối các lệnh hạn chế chống dịch của chính phủ. Một thống kê mới đây ước tính, 10 thảm họa tự nhiên lớn nhất năm 2021 gây thiệt hại tới toàn cầu khoảng 170 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Báo cáo thống kê ngày 27 tháng 12 của một tổ chức từ thiện tại Anh đánh giá mức thiệt hại khổng lồ ngày càng tăng qua các năm, phản ánh tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Ngoài tổn thất tài sản, các thảm họa tự nhiên lớn trong năm 2021 cũng đã giết chết ít nhất 1.075 người và khiến 1,3 triệu người mất nhà cửa. Tuy nhiên, báo cáo cho biết đây chủ yếu là ước tính thiệt hại từ các quốc gia giàu có, nơi các cơ sở hạ tầng được bảo hiểm tốt hơn, trong khi thiệt hại ở những nước nghèo khó thì khó tính toán hơn. Năm 2020, tổ chức công bố báo cáo nói trên, ước tính 10 thảm họa gây thiệt hại lớn nhất làm tổn thất 150 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với một năm trước đó. Bộ trưởng Tiêu dùng Tây Ban Nha vừa lên tiếng kêu gọi người dân nước này hạn chế ăn thịt để hạn chế những khủng hoảng khí hậu và làm chậm quá trình sa mạc hóa.
Bộ trưởng Tiêu dùng Tây Ban Nha, ông Alberto Garzón, cho biết mọi người dân đều biết về tác động của khí nhà kính với biến đổi khí hậu, song thường gán điều đó cho các phương tiện giao thông. Và mãi tới gần đây, mọi người mới nhìn vào tác động của chuỗi tiêu thụ động vật, đặc biệt là thịt bò. Bộ trưởng Tây Ban Nha nói thêm, yếu tố địa lý khiến nước này dễ chịu tổn thương sâu sắc từ biến đổi khí hậu. Và nếu không hành động, họ không chỉ phải đương đầu với biến đổi khí hậu, mà sẽ đối mặt với việc mất đa dạng sinh học và ô nhiễm. Theo ông Garzón, người Tây Ban Nha không cần phải ngừng ăn thịt hoàn toàn, nhưng nên ăn ít đi vì môi trường và cũng vì sức khỏe của bản thân. Ông tiếp tục chỉ trích hình thức chăn nuôi không bền vững từ các trang trại lớn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.